Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là chiều thứ hai đầu tuần của nước Mỹ, Bắc Mỹ Mountain Time. Tình hình chính trị Mỹ hiện nay thì nói chung là rất là hỗn độn. Các phe phái nó tranh giành quyền lực với nhau. Anh chị em các bạn thấy cái xứ tam quyền phân lập nó thực sự chỉ là một cái bề ngoài. Khi người ta nhìn vào nó rất là hào nhoáng, bởi vì những cái đồng tiền đó, anh chị các bạn, cái đồng tiền nó làm cho người ta bị mờ mắt đi. Họ nghĩ rằng cái xứ mà tam quyền phân lập thì dân chủ đa nguyên đa đảng đó thì nó sẽ luôn luôn vì lợi ích của những người lao động phổ thông là chủ chốt, nhưng thật sự nó không phải như vậy. Này, cuộc bầu cử của Mỹ nó đã lột trần ra những cái sự thật mà chúng ta đã nhìn thấy. Đấy, khi cái nhóm chính trị gia của các đảng phái nó đi ngược lại lợi ích của những cái nhóm của nó thì nó chia khà lẫn nhau. Bằng chứng là anh chị em các bạn thấy khi ông Trump ông cầm quyền, ông không có làm theo những cái nhóm lợi ích, bởi vì những cái nhóm lợi ích nó bị thao túng quyền lực chính trị toàn thế giới. Nó ăn quá nhiều đi. Bây giờ ông Trump lên ông cầm quyền, ông bắt nó phải chia lại những cái mà nó ăn trên ngồi chốc trên đầu những người dân lao động phổ thông. Ông Trump này ông xuất thân từ một cái gia đình, từ một cái người thương gia, cho nên ông không có đồng ý với vấn đề chính trị mà nó bị thao túng và xu cao thế nặng, lạm phát chồng chất, đời sống khó khăn trên những người dân lao động phổ thông. Tuy ông Trump là một nhà tỷ phú, nhưng ông ta làm việc khi nhìn thấy những cái người dân lao động phổ thông, anh chị các bạn, họ phải làm rất là cực lực, và đời sống giàu nghèo ở trên đất Mỹ nó bị trở thành một cái hố sâu quá lớn do cái đảng Dân Chủ nó cầm quyền suốt 8 năm trước. Chính vì vậy và khi ông ta đứng lên làm tổng thống, ông ta đòi lại những cái sự bình đẳng đó cho những cái dân mà gọi là dân lao động phổ thông và những tiểu thương. Thì khi ông ta là không có làm đúng theo cái quyền lợi nhóm lợi ích, và nhóm lợi ích nó thao túng ông không được, ông không chịu nhận gọi là under table á, giống như kiểu là hối lộ á, nhận cử sao á, tiền quê hồng, tiền cà phê cà pháo á. Ông Trump này ông không chịu nhận, ông không có cái sự làm việc như vậy, cho nên ông quay qua ông đập tụi nó. Các bạn thấy bầu cử bấy lâu nay ở bên ngoài ngày xưa nhìn thấy tưởng y như thật ha, thấy tưởng đâu là nước Mỹ là một cái quốc gia dân chủ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập, là một cái xứ dân chủ, nó là rất là như là cái thiên đàng. Đấy, bây giờ nó lộ ra bản chất nó không phải thật sự là như vậy. Tất cả những gì nó làm thì cái nhóm lợi ích của nó thôi. Các bạn thấy khi mà đi ngược lại nhóm lợi ích của nó là nó sẽ tìm cách để đặng mà nó triệt hạ. Cái đó là sự khủng khiếp của một cái chính trị mà nó giả dối, nó bị bợm. Bây giờ thì người dân Việt Nam của mình càng lúc càng hiểu biết, họ đã nhìn thấy ra được những cái sự biệt bợm của cái chính trị dân chủ Mỹ. Đây là một điều rất là đáng mừng. Thì tôi thấy rằng mỗi ngày tôi cố gắng làm sao chia sẻ những cái thông điệp về với quê hương để những người khác họ không có cơ hội họ nhìn thấy được cái vấn đề mà dân chủ tam quyền phân lập của cái xứ tư bản mà họ bị những thành phần khác cho ăn cái bánh vẽ. Quá hấp dẫn mà. Nhìn bên ngoài quá hấp dẫn, nhìn nó giống như là trong mơ, trong phim chuyện tình cảm nhiều tập của Hàn Quốc vậy. Y như mơ vậy. Nói chung thì
các bạn đã thấy rồi. Hiện nay thì bên phía bên ông Trump đang chuẩn bị thưa kiện để đặng mà vạch ra những cái sự mà tranh cử gian lận ở những tiểu bang chiến lược, mà những cử tri đoàn bị gian lận làm cho ông ta bị mất điểm, mất đi những cái phiếu cử tri ở những cái tiểu bang chiến lược mà ông ta tranh cử. Sự gian lận đó nó rất là trắng trợn, mà phía bên dân chủ thì nó đang dùng những cái chiêu thức truyền thông để nó áp đảo ông Trump, coi như là mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ ông Biden là tổng thống, ông phải từ chức, ông phải xuống, ông không làm được nữa, bởi vì ông đã làm tổn hại đến quyền lực của các nhóm lợi ích. Các bạn thấy đó, như là tư bản đại, như là tên tỷ phú Amazon, những cái tên mà tỷ phú đó nó lộ diện bộ mặt nó ra, nó lộ diện nguyên bộ hình nguyên mặt nó ra, nó ủng hộ ông Biden, nó ủng hộ ông Biden lên làm tổng thống, như là tỷ phú của Amazon, trong đó có cả Apple, Facebook, Microsoft, Bill Gates. Nó quay ra, nó lộ bộ mặt nó ra hết. Mấy đầu nay nó giấu, nó núp đằng sau để đặng mà nó thao túng. Nó bỏ tiền ra, nó mua chuột truyền thông. Các bạn thấy không khiếp. Nó sử dụng cái ma lực của đồng tiền. Nó đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng, để đặng mà làm sao nó bôi nhọ cái chính quyền đương thời bằng mọi cách hết. Đó là cái chủ nghĩa mà gọi là tư bản tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng, mà cái đám mà chống phá xuyên tạc đất nước nó rao giảng mấy chục năm nay, nó muốn đem vào trong Việt Nam anh chị các bạn. Nói chung thì bây giờ đất nước mình hòa bình đang đổi mới và phát triển, mình cần phải biết liệu cơm gốc mắm, khả năng của mình ở đâu, mình phải nhìn vào thực tế và phải sống, phải phấn đấu để vươn lên, chứ không phải ngồi đó nghe mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại nó tuyên truyền đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền rồi thấy mà ham. Dân chủ nhân quyền đâu không thấy. Thấy qua đến Mỹ rồi toàn là đi rửa chén, đi dũa, đi làm cu ly chết mẹ luôn. Ở trong nước thì chống ghê đó, chống lúc nào cũng cầm cờ đầu á, đi ra là coi như giống như là anh hùng vậy. ra bờ hồ dân biểu nó cứ lên đá đảo cộng sản rồi á. Rồi cầm cờ ba sọc á, rồi mặc đồ lính ngụy vào, màn ơi đi vô trong rừng trong rú tập hợp, giống như là lính rồng đen ó đỏ rồi, làm ghê lắm. Không biết mấy cái đồ lính ở đâu, mấy cái đồ trời mà nó bán phế thải. Tôi thấy lúc gần mấy ông mà Việt Kiều đi về nha, đem đồ lính về nhiều luôn. Mà mấy người trong nước họ mê lắm anh chị các bạn. Bắt đầu mặc vô đi ra, ta là lính của lính ngụy ngày xưa ngon lắm. Ngày xưa 600 triệu binh sĩ Mỹ, mà bên cạnh đó còn có đồng minh của Mỹ, Úc nè, Canada nè, nhiều quốc gia khác chiến đấu sang Việt Nam, gọi là kề vai sát cánh với lại ngụy Sài Gòn. Nhưng mà cộng sản mang dép gâu cầm AK-47 thôi, tiến tới Buôn Ma Thuột chạy tột quân. Buôn Ma Thuột vừa mất là nó vừa mất. Mèn ơi, loạn cào cào lên Tây Nguyên, cao nguyên vừa mất, chạy không còn chỗ mà để trốn, tụt quần tụt áo chạy. Đu càng chạy. Bây giờ còn một số mấy ông mà ở lại trong nước, mấy ông mà ngày xưa kiểu mà giống như dân quân tự vệ á. Ngày xưa mà đi dân quân tự vệ rồi cầm được cây M16 hay gì á, mà lúc mà nghe bên cách mạng mà tiến quân cái bắn cái đùng cái quảng hồn dục chạy.
Bây giờ thì lại bắt đầu đi lụm mấy cái bộ đồ đó vô, đi vô vô trong rừng rồi tổ chức tiệc tùng rồi ơi màng ơi, đội nó mũ xanh, nào là mũ đỏ, mũ vàng, mũ tím, rồi ó ó biển, rồng rồng xanh, đồ cọp rằng. mấy ông bây giờ sao mà nó lại đi, mấy ông mà gọi là sống gọi là cuồng những cái sự gọi là mê muội điên điên khùng khùng mà nó không dễ hơi. Tôi coi mấy cái YouTube của mấy ông mà ở trong nước màng đẹp ơi, mặc quần mặc áo lính ngụy vô rồi ơi dài da. Mà lúc đất nước lâm nguy á thì bỏ chạy mẹ hết trơn. Lúc đất nước mà có biến á, thằng nào cũng chạy chạy ra biển hết, chạy qua bên đi qua được bên bên châu Âu, qua bên đó bắt đầu thì lo lót thủ trưởng, lo lót cho thủ trưởng để đặng mà qua bên châu Âu, để đặng mà đi theo những cái diện gọi là tu nghiệp hay là qua theo những cái diện lao động ở bên khối Đông Âu ngày xưa. Màng ơi, tới chừng mà sụp đổ bên Đông Âu bắt đầu quay qua chửi cộng sản để đặng mà được tị nạn. Mà đất ơi, thấy mà ớn chờ đầu. Tôi thấy ở trên mạng, những cái không phải mạng Facebook nha, những cái diễn đàn mà tôi tham gia đó, ở trên không phải Facebook, đó gọi là Power Talk, anh chị em các bạn biết, có mấy ông, đại đa số mấy ông Việt kiều Đức nha anh chị các bạn, mấy ông Việt kiều Đức, mấy ông Việt kiều Canada đó. Tại vì các bạn biết đi, những người mà đi qua châu Âu á, đa số là bỏ trốn qua bên đó rồi bắt đầu đi công tác hay gì đó, bỏ trốn rồi lên mạng bắt đầu chống phá xuyên tạc để đặng kiếm cái vé ở lại Đức, ở lại những cái xứ mà cái đất nước châu Âu đó. Tại vì các bạn cũng biết, những người mà vào Mỹ mà năm xưa đó khó lắm, hồ sơ giấy tờ rồi phải là những người của chế độ cũ có chứng nhận giấy tờ hồ sơ rồi mới được tới, chứ đâu phải mà ai muốn vô nước Mỹ là giờ dễ đâu. Ngày xưa vô khó lắm, đi Canada cũng vậy, chỉ cần biết chút tiếng Anh hay là chỉ cần có cái phết gì đó làm sao chứng minh là mình là người chống cộng. Chống cho giỏi. Chửi cho giỏi. Chửi mà phải có chứng nhận luôn nha. Phải có người khác chứng nhận là mình là chống cộng, chửi để đặng mà nói với lại Liên Hiệp Quốc cái tụi mà nó cho tị nạn đó, nó chứng minh là cái thằng này đó là đi về Việt Nam là không được, hay là cái người đó đi Việt Nam là sẽ bị khủng bố, bị bắt. Ai, tôi nói các bạn, có cái ông này, ông có cái nick, ông là nhà báo ở trong quân đội nha, ông lấy cái nick là Đức Việt, mà tên của ông tôi mới nghe đây thì tôi nghe ông nói tên ông là tên Thắng, tôi cũng tham gia lâu lắm rồi mà tôi mới biết ông tên Thắng đây thôi. Hôm kia tôi vào thì ông này cho bạn biết, ngày xưa ông theo bác và đảng, ông đi bộ đội rồi làm ở bên quân báo á. Ông qua Đức rồi ông trốn, mẹ ơi, ông lên trong xuyên tạc đường lối cách mạng của bác và đảng, nghe mà ớn chờ đầu. Tôi với ông cũng đấu chặn nhau rất là nhiều lần, mà tới chừng mà đấu không lợi mấy tay đó là bắt đầu quay ra chửi tục. Ông mà có cái đích Đức Việt mà tên thật của ông tên là Thắng, mẹ ơi, con của ông, gia đình của ông, vợ của ông đồ ở Việt Nam các bạn biết là làm trong cơ quan nhà nước không á, mà chỉ vì cái miếng ăn các bạn, miếng ăn mà qua tới Đức rồi bắt đầu, mẹ ơi, các bạn biết lên mấy cái diễn đàn chống cộng á, ông xuyên tạc, ông chống phá, ông chửi lại quê hương đất nước á, mấy cái tụi mà diễn đàn chống cộng á, nó khiêng ông ở trên đầu trên cổ. Sau này cái bắt đầu cái ông hơi thức tỉnh rồi, ông cũng hơi thôi, ông thấy mấy cái tụi chống cộng ở ngoài này nó cũng lợi dụng ông để đặng mà cái tiếng nói của ông để đặng mà nó xuyên tạc thôi. Bắt đầu sau này ông quay qua, bắt đầu nó quay lại nó chửi ông, nào là cộng sản nằm vùng, mà cái tánh của ông, nói chung là cái bản chất của con người của cái ông Đức Việt này cũng xuyên tạc rồi cái bị chửi xong rồi cái bắt đầu cái đi tu. Bắt đầu cái ông đi tu, ông nói alo, xin lỗi, mình có điện thoại bị gớt mạng anh chị các bạn.
Thôi mình like tới đây tại em có điện thoại á. Hẹn gặp anh chị và các bạn like sau nha. Bởi bữa nay tôi kể anh chị các bạn nghe về ông Đức Việt. Hôm nào mà anh chị các bạn muốn biết những người mà chống cộng mà cực đoan á, vào trong các diễn đàn mạng Pao Talk á, mười mấy hai chục năm về trước tụi nó cực đoan ghê lắm. Mà từ ngày có cái vụ của ông Trump bắt đầu nó quay qua nó chống nhau. Ok thôi, mình có điện thoại anh chị các bạn phải bắt cái điện thoại mới được. Bye bye, bye bye, bye bye. Xin hẹn anh chị các bạn sau nha. Bye bye, bye bye.